Trong tình yêu, người đàn ông tâm lý sẽ mang lại cho phụ nữ sự yên tâm, tin tưởng và hạnh phúc. Video hôm nay sẽ đưa ra những đặc điểm để xem người đàn ông của bạn có tâm lý hay không nhé. 1. Anh ấy quan tâm đến cảm xúc của bạn. Người đàn ông tâm lý rất quan tâm đến cảm xúc của bạn gái. Anh ấy có thể nhận ra nét thoáng buồn trên khuôn mặt hay một cái nhíu mày. Anh ấy sẽ gạn hỏi, tìm ra lý do khiến cô ấy buồn để cải thiện tình hình theo hướng tốt nhất. Người phụ nữ nào cũng sẽ rất hạnh phúc khi được người đàn ông của mình thấu hiểu. 2. Dành thời gian cho bạn. Không ít người đàn ông sẵn sàng bỏ rơi người phụ nữ của mình để đến với chiến hữu. Tuy nhiên, với người đàn ông thấu hiểu, họ sẽ không hành sự như vậy. Cho dù bận rộn đến thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho người con gái mà mình yêu thương. Và dù trong hoàn cảnh nào, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn gái, không bao giờ vì bạn bè mà khiến người phụ nữ của mình đối mặt với sự cô đơn, lạc lõng và buồn phiền. 3. Để ý đến sự thay đổi nhỏ nhất của bạn. Người đàn ông tâm lý sẽ luôn quan tâm, để ý đến bạn gái. Do vậy, chỉ cần một thay đổi nhỏ, anh ấy đều tinh ý nhận ra. Ví dụ như, cô nàng thay đổi kiểu tóc, cách trang điểm hay mặc một bộ quần áo mới. Sự thấu hiểu, yêu thương và coi trọng giúp họ nhận ra những thay đổi. Chính sự tinh tế này, họ sẽ có những lời khen đúng lúc, đúng thời điểm. Anh ấy cũng là người luôn để ý phản ứng, cách hành xử của bạn để thấy được điều chưa hoàn thiện ở bạn. Chàng sẽ góp ý, thuyết phục bạn thay đổi nếu thấy đúng và hợp lý. 4. Luôn dành tặng bạn sự bất ngờ. Một anh chàng tâm lý sẽ không bao giờ đợi đến những ngày lễ Tết mới tặng quà. Anh ấy sẽ luôn mang đến cho người yêu, người vợ của mình những món quà bất ngờ, tạo niềm vui, khiến người phụ nữ tràn ngập trong hạnh phúc và yêu thương. 5. Có những cử chỉ lãng mạn tự nhiên. Người đàn ông tâm lý thường dành cho bạn gái những cử chỉ lãng mạn một cách tự nhiên không gượng ép. Biết nói những điều ý nghĩa tại thời điểm cần thiết. 6. Dễ dàng biết được những thông tin về nàng. Người đàn ông tâm lý tuyệt vời và thẳng thắn trong mọi hoàn cảnh. Anh ấy không che giấu bạn những thông tin của mình như gia đình, công việc hay các mối quan hệ. 7. Khiến bạn thoải mái và vui vẻ. Khi ở bên bạn những nơi đông người, anh ấy luôn khiến bạn vui vẻ và thoải mái, giúp bạn hòa đồng với mọi người. 8. Cho bạn sự an tâm, luôn thông báo cho bạn biết chàng đang ở đâu, không phải vì muốn bạn kiểm soát, mà đơn giản là muốn bạn được yên tâm, không phải lo lắng. 9. Hỏi ý của bạn trong chuyện ấy. Nhiều người đàn ông luôn muốn quyết định chuyện gần gũi của hai người, nhưng người đàn ông tâm lý không làm vậy. Anh ấy sẽ hỏi ý muốn, cảm xúc của bạn, vì anh ấy muốn bạn được thoải mái. 10. Được người xung quanh đánh giá tốt. Bạn sẽ vô tình được nghe rất nhiều lời đánh giá tốt về chàng từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp của anh ấy và bản thân bạn cũng thấy rất đúng. Bạn thấy chàng là người đàn ông hoàn hảo, yêu bạn, có trách nhiệm, chu đáo và thành thật. Khi có một người bạn trai tâm lý bên cạnh, tình yêu sẽ thêm phần lãng mạn và lâu bền. Nếu bạn tìm thấy được điều gì đó hữu ích, đừng tiếc một like cho video này nhé. Và hãy chia sẻ để có thêm nhiều người có được những điều bổ ích cho cuộc sống. Hãy comment bên dưới nếu bạn còn có những suy nghĩ, mong muốn gì thêm cho video. Đây cũng là động lực để chúng tôi làm tốt hơn cho những video sau. Và nếu bạn vẫn còn muốn xem tiếp những video khác, hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh. Chúc mọi người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và mãi đồng hành cùng kênh Điều Bạn Quan Tâm nhé.